Chào các bạn đã trở lại kênh YouTube Mình Lành Miền Tây. Hôm nay thì 10 cắt mít, bây giờ thì mượn mà. Đây thì vườn tơ của 10 các bạn. Vườn này thì 10 cũng được là 20 tháng rồi. Thì đang mang trái nè nó. Thì đây thì mặt clip này của 10 thì mặt clip này là 8 thước nè. 10 có trồng sầu riêng cho nên 10 trồng 3 hàng. 3 hàng thì khoảng cách hàng này hàng kia là 2 mét. Ủa, không có đi về gì hết mà. Đúng rồi. Vườn vườn của chú bà trái bằng vườn trái này không? Như trái này không? Vườn em vườn nó ra trái nguyên cái trái tơ tơ vậy đó, nó mới non non còn gì. Mà cũng có một số trái đi trước đó rồi nó cũng đi chuyện. Hiện giờ thì nói chung cái cửa nào cũng có cắt mà nó cắt ít. Nó mới ra cửa này nè. Ăn lượt cái vườn tơ anh đó. Cái này là vườn. Cái này là im đó. Thì vườn tơ cũng mượn cũng bạc nè đó. Cũng có trái mượn nè, cũng đang lấy trái. Thì mời lấy trái hơi chậm hơn bà con người ta. Đây mời có trang sầu riêng cũng bạc. Cũng có trái bự. Đây. Đây cây sầu riêng nè đó. Thì vườn tơ này trái cũng chưa có nhiều không. Nên mời đi theo anh lấy bít anh đi cắt hơi nhanh các bạn. Vườn tơ đó của anh là của ta mà. Của người ta. Có trồng vườn nào nữa không? Ông có mới lên rồi. Hả? Ông đó có trồng vườn nào già không? Ông mới lên hả? Mới lên đó. Thái đó. Thái. Trời, chắc thì sao có cắt có cục cục. Sao? Trời, nó còn lớn trái nó trồng già. Lấy trái thì có cây cũng đang lấy trái các bạn. Thì vườn nó cũng mít trái nên mời đi theo anh cắt mít bỏ đi đi không kịp thở luôn các bạn nên cũng ít nói chuyện. Trái thì cũng nhiều nè, trái cũng 9-10 kg hết rồi nhưng mà nó chưa có già. Có trái đó đó. Chú xách ra giùm tôi ra ngoài ấy đi. Chắc chừng trái hai trái.
Này mít tơ mà không xe đen ha, cây thịt này cũng cao mà. Đi ra cái chạy nữa luôn không? Ừ, đi đi lờ đắng đi, còn 2 clip nữa. Thì được một trái nha các bạn. Thì hôm trước 10 cũng có cắt rồi đó. Mà ba trái xưa đen hết ba trái, mà hên trái này thì không có. Nào đi ngay vô. Nào qua clip thứ hai này. Này có cây sầu riêng đồng. Nhất này thì hơi cũng hơi trái nắng hơn. Như là mít tơ nữa. Trái thì cũng già nhưng mà chưa có lên màu hung, cho nên là chưa có cắt được nhiều, một hai trái à, chắc cỡ 2-3 tuần nữa thì chắc có là mít cắt, nên đi rất nhanh. Thì đây là vườn của Mười, Mười trồng khoảng cách là 2 mét. Nhưng mà Mười thì có bấm đọt các bạn. Nè. Cây thì Mười để thành 3 nhánh nè. Đây nữa nè. Nè. Thì đây cây này. Cây này thúi rồi. Nè. Bị thúi rồi. Cây bự hết sức uổng. Quá ổn. Thì giờ qua clip mới nha các bạn nè. Thì đầu clip Mười có trồng sầu riêng nè. Giờ Mười xin mời các bạn qua clip kế nữa. Sầu riêng nè, giấc này nắng hơi nhiều bởi chá chá. Nè, mít của Mười, Mười cũng để trống ba nè, nó ba nhánh. Thì mít này thì Mười trồng độ khoảng cỡ là 5 tháng cây phát triển rồi thì Mười bấm đọt. Đa số là ba nhánh. Mười bấm đọt không cho cây mít phát triển, cho cây nhánh nuôi lại là trồng ba nha các bạn, nuôi ba nhánh đó. Với lại hai nữa thì Mười trồng đây thì cũng là ngoài đồng trống, cho nên là Mười bấm đọt cho cây nó tán thấp là hạn chế đổ ngã. Thì Mười trồng đây thì đa số là chăm là tàn là tầng thấp, cây bung đọt nè. Thì Mười cũng quay giá mít của anh em bà con cắt tại vườn. Thì Mười cũng là quay cho bà con biết là mít của Mười là trồng là Mười để nhánh ba nhánh nè, đa số nè, cây ba nhánh. Đó. Đó nè. Thì bà con nào mà có coi clip của Mười thì có kinh nghiệm nào hay xin cho Mười một chia sẻ các bạn. Nè. Thì đó cũng là được một trái nữa các bạn. Nè. Đa số thì Mười để ba nhánh. Hay dữ.
tơ bắt đầu thu hoạch nè. Đó đó, trái đó thường chung. Trái này chưa? Có trái này cắt được không? Được hai trái rồi đó. Bắt đầu dụng mùa thu hoạch đây, dụng tơ rồi đó. Bạn ơi, giá cắn mít đến đây cũng đã kết thúc các bạn. Hôm nay giá mít đi ngang bạn. Thì hôm nay giá mít Đông Cang mà ở đỉnh cao vậy là cũng rất mừng nha các bạn. Thì hôm nay thì giá mít là 27, kem gấp lớn là 50-15, còn gấp nhỏ là 10.000 bạn, chợ thì 6.000. Thì Mười cũng xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Có thích video của Mười xin cho Mười like và nhấn đăng ký. Và Mười xin chào, hẹn gặp lại sau.